Chào mừng đến với căn cứ anh em không có một của tụi ứng dụng tôi. Những người bạn này chờ sẵn trong đó rồi. Hai bro ngồi đây chờ lâu lắm rồi đúng không? Để xem hôm nay gì nào. Thanh thanh, sữa chua phiên. Lại một món ăn ngôn tình Trung Quốc khác đây. Này người ta ghi là ăn không, pha uống hoặc làm topping trên các món khác đều được. Đập hộp thôi. Ồ, bên trong là những túi nhỏ nhỏ như vậy. Nhìn màu sắc rồi thiết kế bao bì xinh xẻo ghê á. Bạn nào mà hay ăn ngũ cốc Trung Quốc thì chắc chắn sẽ biết mấy viên sữa chua cứng hay trộn chung. Ngũ cốc Trung Quốc thì tôi cũng từng làm clip rồi, mọi người có thể xem link ở trên màn hình nha. Ngũ cốc thì rất ngon, chỉ bị cái là viên sữa chua nhỏ quá à, ít quá à. Tôi ăn không đủ gì trơn, cho nên là tôi mua hộp này ăn cho ngập mặt nè. Hộp này thì thiết kế kiểu nắp dính liền, để nếu mà mọi người ăn một hai viên thì cũng có thể đóng lại bảo quản tiếp á. Tôi sắp xếp lại một chút cho dễ nhìn. Này là vị sầu riêng, trái xanh xanh gì đó, cam, thanh long, việt quất, chuối, dâu, xoài. Một hộp có tất cả 9 viên nhưng mà chỉ có 8 vị thôi. Thức uống của ngày hôm nay là trà sữa phô mai Machi Machi, là một đại diện đến từ Trung Quốc nè. Tôi mua em này một phần là vì có phô mai yêu dấu của tôi, phần vì bao bì xinh quá. Màu trà sữa không khác trà sữa bình thường cho lắm. Tôi sẽ ăn cục hình trái cây xanh xanh này trước. Không biết là trái gì nữa, tôi đưa gần chút để mọi người nhìn nha. Giòn. Mọi người có nghe thấy tiếng nhai của tôi không? Nó kiểu giòn xốp mà vỡ ra một cái là tan ngay trong miệng. Hóa ra trái xanh xanh này là trái táo. Mỗi túi thì gồm 2 viên như vậy nha. Tiếp theo hãy cùng ăn vị dâu. Cục này thấy có miếng dâu nữa nè. Nhìn khá giống mấy miếng dâu trong sữa chua của Vinamilk. Wow, tôi thích vị này, y như là sữa chua dâu của Vinamilk vậy á. Uống miếng trà sữa phô mai, thơm trà dịu dịu nhưng không thấy vị phô mai lắm. Rồi, tới cục vị cam nha. Vị này cơ bản nên tôi nghĩ là phần trăm ngon sẽ cao hơn không ngon. Nhìn thôi cũng thấy rất là thích rồi. Ui, này là vị đào, không phải vị cam. Thơm mùi đào, mùi sữa, chua nhẹ nhẹ. Thiệt là ngon lắm luôn. Uống thêm miếng trà sữa, uống cho mập chết tôi đi. Giờ sẽ ăn cái vị lạ kỳ nhất, sữa chua sầu riêng. Nhìn bên ngoài thì trắng trẻo xinh tươi. Úi, nhưng vị này giống mấy cái bánh sầu riêng mà xốp xốp hay bán ở trạm dừng chân hay sao á, mà lại chua, quá lạ kỳ luôn. Hu hu, không dám ăn tiếp luôn. À, tôi sẽ thử cái này nha. Thả viên sữa chua dâu vô trà sữa coi sao. Chưa kịp thấm trà sữa nhưng ăn hơi mềm vậy cũng ổn da. Kiểu trà sữa có thêm topping cũng hay hay. Được, giờ tôi sẽ mạnh dạn hơn, dùng cục vị Việt Quất này làm topping cho trà sữa luôn nha. Bẻ vụn ra, cho vô, quậy đều. Hình như hơi ít sữa chua. Mấy phần bột sữa chua rất tùm lum tà la trên mền rồi. Cho thêm viên đào ban nãy vô nữa nè. Tôi không biết tôi đang pha vị gì luôn. Trà sữa Việt Quất topping đào hả? Cục sữa chua Việt Quất này cũng có mấy vệt tím tím và cũng ngon như dâu luôn. Nhìn trà sữa của tôi ngoại hình hơi lung tung lan tan, nhưng vị thì ngon lành nha. Uống xong ly này thấy cũng khá no rồi. Còn lại ba vị này và cục sầu riêng lạ kỳ thì xin để lại ăn dần, cho tất cả vô hộp để dành nào. Bye bye, chúc mọi người ngủ ngon. Chào mừng đến với căn cứ anh em không có một của tụi ứng dụng tôi. Những người bạn đang chờ sẵn trong đó rồi. Hai bro ngồi đây chờ lâu lắm rồi đúng không? Để xem hôm nay gì nào. Tôi vừa nhờ bà chị mua cho một set đồ ăn nữa. Lần này là set đồ ăn Đài Loan ý. Trong thời gian chờ chị họ tôi mang qua thì cùng làm đẹp một xíu nha. Này là bộ sân móng mà chị tôi mua cho tôi luôn á. Thường là tôi sẽ tự sơn ở nhà như vậy, mấy dịp lễ Tết này kia mới ra tiệm. Tại có bao nhiêu tiền dồn vô mua đồ ăn cho mập hết rồi, không có tiền làm nail ha ha. Sơn móng mà phải nhìn camera nữa nên là sơn hơi lem. Lát tôi chỉnh sao vậy. Chị con kiếm con kìa. Dạ, con ra liền. Tan. Một set bánh Đài Loan tổng hợp. Lao vào ăn thôi. Bà chị họ đang bị mẹ tôi giữ lại tâm sự, nhân cơ hội đó mình ăn dụng thôi. Nói là ăn khuya vậy chứ có ngày tôi ăn cũng sớm lắm, tầm 9-10 giờ đêm mà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Có 10 loại tất cả. Tôi ăn bánh con gấu này trước. Lớp bên trên nhìn giống chà bao mát, tơi tơi. Để xem bên trong có gì nào. Trắng mịn ghê, là bánh nhân lan mịn. Lớp bên trên là chả bông thiệt, nhưng ngọt chứ không mặn như chả bông Việt Nam. Tổng thể thì quá là ngọt luôn. Còn nửa cái chừa cho bà chị tôi. Chuyển qua cái bánh dài dài này.
cái lớp bên ngoài cũng chà bông nhưng sợi lớn và dài hơn cái kia. Ôi, hình dáng này giống cái tôi vừa ăn quá à. Y chang luôn ạ, chỉ là nhiều chà bông hơn xíu thôi. Độ ngọt cũng chả khác gì. Tự dưng tôi thấy buổi ăn đêm hôm nay sóng gió quá. Cái bánh tam giác có hình phô mai, hy vọng nó sẽ có nhân phô mai. Thì ra không có nhân nha, cái bột y hệt hai bánh trước, nhưng béo mềm hơn. Tính ra thì ngon hơn một chút xíu xíu. Cái chữ S chính giữa kiểu như là sốt dầu trứng Việt Nam mình á. Hay, tôi vừa pha thêm ly trà nóng để có thể tiếp tục ăn mà không té xỉu trong cái sự ngọt của set này. Cái bánh này nhìn phát là thấy nó quá giống với ba cái bánh bông lan trước đó luôn. Cả cái này và cái này nữa. Cho nên tôi chọn cái này để đổi vị nè. Nhìn thấy có niềm tin hơn mấy cái kia á. Còn nhìn thấy có nhân trứng muối bên trong nữa nè. Ồ, có một lớp mochi dẻo dai, lớp nhân khoai môn tím tím và nhân trứng muối khá nhiều. Rớt trứng muối tùm lum tà la rồi. Vỏ mềm và nhân khoai môn mềm, còn mochi dai dai, trứng muối hơi mặn, khá ổn. Uống miếng trà chén sạch miệng. Nóng ghê, nhưng nhờ vậy mà đỡ ngán bánh. Giờ từ cái có nho khô này. Bánh này làm tôi liên tưởng đến bánh bông lan nho khô đóng gói mà hồi nhỏ tôi hay ăn ghê. Mẹ tôi thích món đó nên mua ăn hoài à. Nó chính xác là bánh bông lan nho, nhưng có cả đậu đỏ nữa. Đây, chính là đậu đỏ tôi không ưa. Trời ơi, chính xác là vị ngọt liệm đó. Món lạ lùng như vậy. Để cho bà chị tôi chứ sao. Uống trà để giải lao cái miệng xíu. À, nãy đang sơn móng thì đi lấy bánh, nên là móng bị chốc hết kim tuyến rồi. Hello, mẹ em cuối cùng cũng chịu đi ngủ rồi. Sao, đồ ăn ngon không? Bà chị ăn hào chung với tôi nè, mọi người có nhớ không? Chị em tôi sơn cùng một bộ màu móng tay nên hơi khó nhận diện xíu, ha ha. Nè chị thử đi rồi biết ngon không liền à. Em có gói mấy cái cho chị đem về ăn riêng á. Hì, miếng màu đã không biết là gì nữa. Nhưng bánh này y hệt mấy cái ban đầu em ăn à. Rung tay luôn á chị mình. Đâu, để thử. Ủa, cái này khác gì bánh bông lan đâu. Cái này có hơi giống bánh bông lan castel là. Nói chứ, vẽ ra giống miếng xốp rửa chén quá nè chị. Miếng rửa chén này khá ngon, mềm và thơm đậm á. Nhưng em thề là em không ăn nổi nữa hun hun. Em gói cho chị mang về nha. Rồi rồi, tiếp đi. Cái này giống cái khoai môn nãy em ăn, khá ngon. Cũng kiểu có lớp mochi và trứng muối chính giữa nè. Nè 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 nè. Chính xác là nhân đậu đỏ. Thôi, đậu đỏ chị ăn luôn giùm em đi. Hai, phủi tay cái nè. Rồi, bánh này chắc chắn là tặng chị mang về. Ôi giời. Cuối cùng là cái này. Nhìn vẻ ngoài y chang cheesecake. Hy vọng món kết thúc sẽ cứu vãn hết bữa ăn hôm nay nè. Ha ha, một cú lơ. Đây là chiếc bánh bông lan ngụy trang. Chỗ cam cam mà mềm mại tưởng là trứng nhưng thiệt ra là kiểu kem trứng custard. Còn phần bánh thì không hề khác gì so với mấy cái kia luôn á. Buồn ghê chị ơi, cứ ăn đồ nội địa là em lại bị ăn dở. Không hiểu sao luôn á. Thôi, bữa sau chị mua món ngon ăn bù. Ok. Chào mừng đến với kênh Ăn Đêm 001 của tụi ăn dụng túi. Người bạn đang chờ sẵn trong đó rồi. Hai bro ngồi đây chờ lâu lắm rồi đúng không? Để xem hôm nay gì nào. Đây rồi, hôm nay chúng ta có những chiếc bánh tạt không mập. Nhìn cưng ghê chưa? Cái nào cái nấy xinh xẻo, cu toe, phô mai que quá trời. Đây là chiếc bánh nhân phúc bột tử. Nhưng mà tiệm để kem riêng, phúc bột tử riêng. Và dặn tôi là giữ kem trong tủ lạnh khi ăn mới bỏ lên đế bánh á. Tôi bắt kem hơi xấu một tẹo ha ha. Dày cả ra tay. Để nếm thử. Là vị kem sữa vani. Giờ cho quả phúc bột tử hay còn gọi là raspberry lên. Mấy em này sẽ che bớt mấy chỗ kem nhanh nhở. Rồi xinh quá luôn. Đại tiệc bánh tạt đã sẵn sàng. Ăn bánh phúc bùng tử trước để cảm nhận trọn vẹn hương vị nè. Vỏ bánh giòn xốp, kem sữa lành lạnh và không bị ngọt quá, kết hợp với quả phúc bùng tử chua chua mọng nước. Cho bánh này 4.5 sao. Ăn bánh ngọt xong qua ăn bánh mặn nè. Này là nhân bò phô mai. Để tôi thử sờ lớp phô mai. Còn mềm mại lắm. Phô mai béo vừa, thịt bò mềm tơi. Mấy cái lá thơm càng làm bánh dậy mùi. Cắn miếng nữa cũng chưa thấy ngán. 5 sao luôn ạ. Nghe đồ bánh này ăn không mập, do đã gia giảm độ béo, độ ngọt rồi. Mà tôi ăn thì thấy đúng là có giảm thiệt nha. Chiếc thứ 3, nhân kem hải sản. Không biết có ngon như sốt kem hải sản tôi hay ăn trong miệng Ý không. Kem béo tràn trong miệng tôi, nhưng sao tôi chưa thấy hải sản.
cắn thêm miếng nữa. Hơi ít so với tôi á, nhưng cũng ổn áp, tôi bị chấm 4 sao. Cuối cùng chính là tạt trứng truyền thống. Ai mê bánh này của KFC giống tôi không? Nhân bánh cũng còn mềm béo và núng nính, không ngọt và sức dầu như bánh của KFC, nhưng với phương châm bánh không béo thì cũng xứng đáng 4 sao rưỡi. Nói chung tôi ưng bánh chỗ này vì rất vừa vặn, không quá ngấy, quá ngọt mà cũng không bị nhạt nhẽo chán chường. Tôi ăn xong rồi, tạm biệt mọi người. Đừng quên like và subscribe kênh YouTube Mật Ngọt TV của Tiểu Ăn Vụng tôi nha.